Xin chào tất cả các bác nhá. Chúc các bác có một ngày mới thật là vui. Và hôm nay em làm video này chia sẻ với các bác bốn cái loại xe ô tô cũ các bác tuyệt đối không nên mua. Bởi vì là khi mà mua những cái dòng xe ô tô cũ như thế này á, thì về các bác sẽ phải mất một phần phí để các bác sửa chữa, cũng như là xe nó đi sẽ không được ngon đâu các bác ạ. Nên là hôm nay em làm video này chia sẻ với các bác, để những cái bác nào mà có ý định mà các bác đi mua xe ô tô cũ, tìm xe ô tô cũ thì nên tránh ra xa bốn cái loại xe ô tô này các bác nhá. Để chúng ta tránh mất thời gian này và mất tiền bạc đấy. Và cái bốn cái loại xe ô tô cũ đấy là gì thì em xin chia sẻ với các bác như sau. Thứ nhất là các bác không nên mua những loại xe ô tô cũ mà giấy tờ pháp lý nó không rõ ràng các bác. Tại vì sao ạ? Bởi vì là xe cũ nếu mà không có giấy tờ thì là xe bất hợp pháp, xe không chủ, xe vô chủ. Đấy. Nếu mà các bác mua những loại xe như này về thì có thể là khi mà các bác đi lưu thông trên đường là các bác sẽ bị bắt này. Khi mà giao thông người ta hỏi thì các bác sẽ bị bắt và xe có thể là bị thu giữ. Nên là khi mà xe đã bị thu rồi, xe không có giấy tờ mà đã bị thu thì chắc chắn là sẽ không lấy lại được, đúng không ạ? Bởi vì là nó không có giấy tờ mà. Mà khi mà bị bắt như vậy á, họ thu đã đành nhưng mà họ còn quy cho các bác một cái tội, đó chính là tiêu thụ cái tài sản mà không rõ nguồn gốc đấy. Nên là các bác cần tránh xa cái loại xe này ra. Và khi chúng ta các bác mua xe á, đi mua xe cũ á, thì các bác phải tìm hiểu rõ cái nguồn gốc xuất xứ của xe, xem là nó từ chủ nào, chủ ở đâu, và đăng ký đăng kiểm nó có rõ ràng hay không. Đăng ký, nhất là cái đăng ký các bác nhá, các bác phải xem là khi mà mua xe cũ á, thì các bác phải xem là cái số khung, số máy nó ở cái xe ô tô á, nó có khớp với lại cái trên cái đăng ký hay không. Đấy, nhiều bác là em thấy các bác đi mua xe là các bác lại không chú ý đến cái chi tiết số khung số máy này lắm. Các bác chỉ xem ở trên đăng ký thôi, nhưng mà biết đâu là đăng ký họ làm giả, nên là các bác chú ý. Khi mà đi mua xe cũ thì các bác phải nhìn trên đăng ký này, đăng ký đăng kiểm này, và xác định xem là đăng ký đấy có phải là đăng ký thật hay không, hay là đăng ký giả. Và các bác so sánh ở trên cái tờ đăng ký đấy với cái số khung và số máy của xe các bác nhá. Đấy, đấy là cái điều đầu tiên em chia sẻ cho các bác. Và điều thứ hai á, cái loại xe thứ hai ấy, các bác tránh xa không nên mua, đó chính là xe, những cái dòng xe sang. Mà các bác mua những dòng loại đấy, loại xe đấy mà nó đời nó sâu rồi, đời nó từ năm 9 mấy hoặc là từ năm 2000 đổ xuống, tùy dòng xe các bác nhá. Có những dòng xe sang thì phụ tùng nó cũng rẻ thôi, nhưng mà có những dòng xe sang đời nó sâu rồi, phụ tùng rất đắt, mà có khi không có phụ tùng các bác. Đấy, nên là các bác tránh xa như ra những cái dòng xe sang này ra, bởi vì là khi các bác mua về nó hỏng một cái, đồ không có mà thay các bác ạ. Đồ không có mà thay, mà thứ hai nữa là chi phí mà để thay những cái phụ tùng đấy nó rất là đắt. Đấy, nên là các bác tránh xa ra những cái xe loại sang mà nó có từ 10 năm tuổi đổ lên các bác nhá. Đời nó sâu quá rồi thì các bác nên tránh, không nên mua. Tuy là cái dòng xe đấy đi nó rất thích, đi nó đầm, nó chắc, nó an toàn cho chúng ta, nhưng mà các bác không nên ham rẻ mà mua. Những dòng xe đấy nó rất là rẻ. Những dòng mẹc, ví dụ như là mẹc C200, đời nó thấp thấp rồi, nó chỉ có hơn trăm một tí thôi các bạn, nó rất là rẻ. Nhìn nội thất của nó rất là đẹp, nhưng mà các bác không nên mua. Bởi vì là khi mà mua về á, thì sửa chữa nó tốn kém đấy. Mà hai nữa là tầm tuổi 10 năm tuổi, nếu mà các bác mua xe mà những dòng đấy là đa số là máy móc họ đã làm hết rồi, nhưng mà có chuẩn hay không thôi. Đấy, nên là các bác tránh xa ra cái loại xe thứ hai là không nên mua. Và cái loại xe thứ ba em muốn chia sẻ với các bác, đó chính là xe bị tai nạn, đâm đụng, ngập nước. Thì cái này thì cần phải phụ thuộc vào cái kỹ năng của bác, kỹ năng xem xe và cái chuyên môn của bác, về mức độ am hiểu của các bác. Các bác khi mà các bác lựa chọn xe cũ á, thì nếu các bác không có biết gì về xe thì các bác nên nhờ một người nào đấy, người thợ người ta am hiểu, để người ta đi xem xe cho các bác, để tránh cái tình trạng ví dụ như là em đã từng gặp một bác đó, như là bác tự đi xem xe xong là xe nó bị tai nạn,
đến nửa xe rồi nhưng mà bác đấy không phát hiện ra các bác. Đấy, do là tự đi xem xe các bác nhá. Do là mình không am hiểu về xe nên là khi mà đi mua xe á, vừa dính đắt này các bác, vừa dính đắt mà lại mua phải xe tai nạn. Đấy. Nên là các bác chú ý khi mà đi mua xe cũ á, thì xe tai nạn đâm đụng ngập nước thì nên tránh xa ra. Không am hiểu về xe thì có thể là đi nhờ một người đấy nào đấy, người ta am hiểu, người ta đi xem xe cho các bác. Và cái loại xe cuối cùng á, em muốn chia sẻ với các bác đó chính là các bác không nên mua một chiếc xe ô tô cũ mà nó quá là rẻ. Bởi vì người ta nói rồi, của rẻ là của thiêu. Các bác mua được xe rẻ nhưng mà nó phải tùy thuộc vào chất xe các bác nhá. Ví dụ xe tai nạn đâm đụng ngập nước thì nó có giá của xe tai nạn đâm đụng ngập nước. Tránh cái tình trạng đó chính là xe tai nạn đâm đụng ngập nước nhưng mà các bác mua phải cái xe giá của xe nó không bị tai nạn đâm đụng ngập nước. Đấy. Nên là các bác mua xe thì các bác phải biết cách xem xe. Làm sao giá xe thì phù hợp với cái chất lượng của xe các bác nhá. Các bác đừng có nhìn cái bề ngoài của xe, nội ngoại thất nó đẹp mà các bác và giá xe nó rẻ mà các bác mua về là chắc chắn là trong quá trình sử dụng á, đi á, là xe nó sẽ gặp lỗi các bác. Cái thời gian mà xe nó để ở xưởng thì để ở nhà các bác đi thì ít nhưng mà để ở xưởng là nhiều. Đấy. Ví dụ em nói ví dụ như là con i10 đời 2015 2016 rồi mà giá xe nó chỉ có tầm hơn 100 một tí thôi. Thì đấy thì các bác phải biết đấy là có thể là xe taxi là một này. Hai nữa là xe đâm đụng ngập nước mà dòng xe i10 ấy, thường là taxi dịch vụ rất là nhiều các bác nhá. Đấy. Nếu mà giá xe rẻ thì các bác phải xem lại về chất lượng của xe. Xem là nó bị đâm đụng gì không. Rồi, một lần nữa cảm ơn các bác đã theo dõi video này của em. Nếu các bác thấy video hay thì các bác hãy nhấn like cũng như subscribe kênh để ủng hộ em các bác nhá. Cảm ơn các bác rất là nhiều.